Câu hỏi thứ nhất đó là: anh Hải ơi, chả là em thích một đứa cùng lớp. Chả là ông ấy chắc quê ông hơi bị mượt vườn. Nhưng nó có người yêu rồi thì em phải làm sao ạ? Em vẫn muốn tán nó. Một bạn tên là Công. Đấy, chắc là ông này là Công Cốc mẹ. Theo Tâm. Thanh Tâm, theo em là chưa lấy chưa cưới mình vẫn còn cơ hội. Khi chưa cưới mình vẫn còn cơ hội. Mà khéo cưới rồi nhá, mà thằng chồng nó vũ phu ấy. Đúng rồi, vừa nãy thì mình cũng vẫn còn cơ hội. Đúng, chính xác, đúng không? Mình sẽ chỉ chia sẻ, đúng không? Mình quan tâm chia sẻ, mình cũng không làm gì cả. Đấy, Thanh Tâm tức là cái tâm nó yên bình, thanh tịnh, yên bình. Cảm ơn Thanh Tâm. Nếu không Thanh Tâm ở đây thì bọn anh không biết có việc gì phải làm. Đầu tiên theo đấy là cách của Thanh Tâm, cách của buôn nó phải khác. Đấy, khác cái cách khác. Đầu tiên em thân mến, hãy tán chết cụ người yêu nó đi. Thì chắc chắn là người yêu nó nghĩ mày là gay. Cứ mỗi lần nhìn thấy mày nó chạy như là mẹ ấy, nó phải sợ mà, sợ anh nó sợ thì mình tiếp cận con bé kia. Nó không để ý đâu mà thằng này gay cho nó đi cùng người yêu mình đâu vấn đề gì. Thế là thôi, đến khi sừng nó mọc như là mẹ tuần lọc lúc đấy mày thông báo nó không mua là anh em đéo vai. Mà bây giờ anh mọc sừng rồi, nó thuộc về em rồi. Thế ông kia không thế thôi, sắp chấp nhận thôi. Đấy, cách đấy là cách hay nhất. Khi để mình tán cái bọn nó có người yêu.